trong không khí mát mẻ của những ngày đầu xuân. Gia đình hai chị em TV nhà mình đang có mặt ở thiền viện Vạn Hạnh, thành phố Đà Lạt, một trong những ngôi chùa lớn và đẹp bậc nhất của thành phố Đà Lạt. Mến chào quý cô chú bác anh chị và các bạn đã trở lại với hai chị em TV. Hai chị em TV nhà mình đang có mặt ở Thiền viện Vạn Hạnh, Đà Lạt. Phía trước mắt chúng ta chính là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni màu vàng, đang mỉm cười cầm một nhành sen. Bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni của chùa Thiền viện Vạn Hạnh là một trong những bức tượng lớn nhất. Vậy Phật Thích Ca đang ngồi. Đó. Gia đình mình đang lại Phật và cầu bình an cho năm mới. Hôm nay là một trời gió mát và mây xa, trời xanh rất là đẹp. Phía bên trong có một khu vườn. Tiểu cảnh của Đức Phật ra đời. Đây là bức tượng đá lớn, còn đây là bức tượng nhỏ, cũng là một cái hình tượng của Phật ra đời, một bức lớn một bức nhỏ. Phía bên đây là tượng Phật lớn biểu tượng cho Thiền viện Vạn Hạnh. Đứng ở trên thung lũng ta có thể thấy được bức tượng này rất là sáng chói cả một vùng. Hoa đẹp quá. Phía bên trong chùa là một công viên trồng hoa rất nhiều, rất là đẹp. Bên này chính là Phật Di Lặc. Ở ngoài trước, là Phật Di Lặc làm bằng gỗ, ra bằng gỗ quý màu đen. Ở phía kế nữa là Phật Thích Ca, Phật Di Lặc bằng đá màu trắng. Xung quanh Phật Di Lặc là năm đứa trẻ cũng vui vẻ. Bên trong sân chùa trồng rất là nhiều loài hoa rất đẹp. Ủa mẹ đâu con? Ủa mẹ đi nhanh chứ à? Phía bên tay trái là tượng Phật Niết Bàn.
đang cầu nguyện cho năm mới. Tượng Phật Niết Bàn cũng làm bằng một màu vàng óng ánh. Màu vàng óng ánh. Nhìn rất oai nghi. Phía bên hông của nhà là rất là nhiều tượng Phật, các vị Phật và vị Bồ Tát. Phía trước mặt của chúng ta chính là vị Phật Tổ Sư Đạt Ma, làm bằng gỗ. Bên đây là tượng vị Phật Quỷ Voi có năm ngà, cầm hoa sen. Đây là hình tượng của Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi thiền. Đây là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni lúc đản sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền. Ở phía bên đây cũng là một bức tượng của Phật Niết Bàn, làm bằng một ánh vàng lộng lẫy và lung linh. Phía trước ngực của Phật là một dấu hiệu của chữ vàng, tượng trưng cho chuyển luân pháp vương. Phía khu vực này có một biểu tượng của Phật nghìn mắt nghìn tay. Nghìn mắt nghìn tay là nghìn đầu thì không biết bao nhiêu, chắc cũng rất là nhiều. Tay mọc ở những cánh tay luôn. Nhìn từ bên hông, bức tượng Phật Thích Ca đang ngồi thiền rất là đẹp và uy nghi. Phía bên ngài là những hàng cây thông tượng trưng cho vùng đất Đà Lạt, Lâm Đồng. Thành phố ngàn hoa. Đi khắp nơi những khu vực tham quan hoặc đền chùa đều trồng rất là nhiều hoa, sặc sỡ, rất là đẹp. Đây là một tấm bảng ghi rằng đường thiên vi diệu, đường thiền vi diệu. Lại tiếp tục và chúng ta sẽ ngắm nhìn tiếp tượng Đức Phật Thích Ca đang ngồi thiền cầm hoa sen ở phía ngoài sau. Phía khu vực nhìn ra bên sân ngoài trước rất là nhiều hoa, nhìn rất là đẹp, được nhà chùa chăm chút rất kỹ lưỡng. Chúng ta đang tiến vào bên trong của sảnh chính của chùa. Ở phía trước chính là bảng lịch. Bên đây có trồng một loại hoa rất đẹp. Bay lất phất trong gió. Ở đây có một cây bonsai. Ở đây là một cây hoa màu vàng. Cây bonsai, hai bên hoa là hai cây bonsai rất đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào
vượt bên trong chánh điện của chùa. Phía bên tay phải là một bức phù điêu Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngày nào bạn còn coi nặng bản thân và lòng sĩ diện quá nhiều thì dễ bị tổn thương và đau khổ chất chứa chiếm hết chỗ hạnh phúc kiếp nhân sinh. Đức Phật dạy, bản ngã càng lớn, sĩ diện càng nhiều, càng dễ bị tổn thương. Vì sao một cọng rơm hay một tờ giấy được thả từ lầu cao xuống đất mà nó không bị tổn thương? Bởi trọng lượng nó nhẹ. Nhưng mà tại sao một cái tô, một quả táo được thả từ trên cao xuống bị vỡ, bị hư hại? Là bởi trọng lượng của nó nặng quá, cộng với sức hút của trái đất nên tạo ra sự đổ vỡ. Cũng vậy, người sống biết xem nhẹ mình một chút khi mà bạn nghĩ bạn chỉ là một cọng rơm. Dẫu cuộc đời có tấn công mình ra sao, lực tổn thương sẽ rất nhỏ, thậm chí không có. Nhưng vì bạn tự xem mình là cái tô, là quả táo vĩ đại, bạn sẽ là những gì dễ vỡ nhất. Trước sóng gió cuộc đời kỳ thực bạn rất mong manh. Trong kinh Đức Phật dạy thế này, một hột cải không thể nào để trên đầu kim được vì hột cải nó tròn. Gió thì không thể bám vào tấm lưới, và giọt nước thì không thể đứng vững được trên lá sen. Ngày nào bạn còn coi nặng bản thân và lòng sĩ diện quá nhiều thì dễ bị tổn thương và đau khổ chất chứa chiếm hết chỗ hạnh phúc kiếp nhân sinh. Xin nhớ, trân trọng bản thân và quan trọng bản thân là hai điều hoàn toàn khác biệt. Cái tôi quá lớn tự mình làm khổ mình. Những khổ đau bất an trong cuộc đời mỗi người đa phần xuất phát từ cái tôi thái quá. Bản ngã là chấp thấy có cái tôi hiện hữu. Người có cái tôi quá lớn là người luôn xem mình là nhất, không chịu thua kém bất cứ ai, bất cứ việc gì, và xem thường suy nghĩ, lời nói của người khác, không cần biết điều mình làm đúng hay sai, cứ tự hào một cách vô ý thức. Thực ra nếu bạn có tưởng tượng ra mục tiêu của đời mình là gì thì cũng được, nhưng có chừng kiểu cố gắng như thế để biến tướng cuộc đời bạn theo ý mình thì chỉ làm cho cái tôi của bạn thêm lớn thôi. Cứ chạy theo mục tiêu, đích nhắm trong cuộc đời có thể sẽ làm bạn thấy mục tiêu của cuộc đời là phải hoàn tất cái gì đó trong tương lai, khiến bạn sẽ quên là cuộc đời duy nhất mà bạn đang có chính là cuộc đời vào ngay lúc này, chứ không phải của quá khứ và tương lai. Hãy nắm bắt cái hiện tại, đừng phụ nó. Chúng ta cần tôn trọng cái tôi vì nó là sự thể hiện cá tính riêng của mình, nhưng chúng ta hoàn toàn không được tôn sùng nó, vì khi cái tôi quá lớn, lớn hơn hẳn những mục đích khác, thì nó sẽ khiến bạn thất bại và mất đi những thứ quý giá đối với bạn, nhất là tình thân. Xin cúi xuống làm người hèn kém, miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời. Tình thương dâng khắp muôn nơi, con tim tuy nhỏ nhưng trời đất ôm. Vô thường
Phật hỏi đệ tử, cuộc sống người ta được bao nhiêu? Các đệ tử thay nhau trả lời, 80 năm. Sai, 70 năm. Còn sai, 60 năm. Sai, vậy người ta sống bao lâu? Phật mỉm cười đáp, đời người chỉ thuộc trong vòng hơi thở. Lời bình, đừng ỷ vào quá khứ và cái sắp tới, hãy sống với thực tại. Một ánh mắt trìu mến làm ta say đắm. Một nụ cười thân thương làm ta thêm yêu đời. Một cái gật đầu chào nhau làm ta an lạc, hạnh phúc. Một nút bấm đăng ký làm tụi mình có thêm động lực và một cái nhấn chuông làm tụi mình thêm vững bước để phát triển kênh lớn mạnh. Cho đi chính là nhận lại. Mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn thân yêu dồi dào sức khỏe và nhiều điều may mắn sẽ đến với cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau với rất nhiều điều hay và mới lạ đang chờ đón.